Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea, người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải, thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Jordan, Galilea của ngoại bang. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến. Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: Các ngươi hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức, hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đổi, người lại thấy hai anh em khác là Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và Gio-an, em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức, hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Mau mắn đáp lời Chúa gọi. Theo Chúa không có nghĩa được cất khỏi những khó khăn vất vả mưu sinh. Có khác chăng là chúng ta thực hiện bổn phận của mình trong tinh thần mới của con cái Chúa và sự trợ giúp của ân sủng. Chúa chẳng nói với các thợ chày: Hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá đó sao? Chu toàn bổn phận là cách thức nên thánh dễ dàng nhất, cũng đòi hỏi sự cố gắng liên lỉ, hầu cộng tác với ơn Chúa mà hoàn thành vận mạng đời mình. Các môn đệ đã sử dụng nghề lưới của mình để đưa muôn dân đến với Chúa, thì cũng thế. Trong chính công việc hằng ngày, chúng ta có phương thế hữu hiệu để giới thiệu Chúa của mình cho người khác. Thank you.